chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ. ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dự án mạng binance smart chain có tên là strike token và các bạn sẽ uh, claim cái đồng token này hoàn toàn miễn phí uh, bằng việc là chúng ta nhấn vào nút claim erop nhé. ok thì các bạn sẽ chuẩn bị ví metamask và có hỗ trợ mạng binance smart chain. sau đấy thì các bạn sẽ truy cập vào trang web của nó là token com và các bạn nhấn vào nút claim erop này sau đấy thì các bạn sẽ mất một ít phí ga nhá, phí gas là đồng BNB để các bạn có thể claim, thì các bạn sẽ chuẩn bị uh, BNB ở trên ví MetaMask của bạn nhá, các bạn nhấn xác nhận này, đấy thì uh, nó sẽ xuất hiện là Eros claim uh, success tức là uh, chúng ta đã uh, claim thành công, thì các bạn có thể check cái confirm này, ở đây thì các bạn có thể thấy là cái token uh, các bạn nhận được là một nghìn token, các bạn vào đây Thì các bạn sẽ thấy được cái smart contract của thằng này Các bạn có thể add vào ví uh, metamask của chúng ta để có thể hiển thị số dư ở trên ví nhé Các bạn nhấn vào thêm token này Các bạn nhấn vào add này Thì nó sẽ tự động xuất hiện token strike này Và 18 decimal này các bạn nhấn tiếp theo Đấy, số dư nó sẽ hiển thị trong ví của các bạn Đấy, thì uh, cái việc tiếp theo của chúng ta ấy là copy cái địa chỉ ví của các bạn đây là địa chỉ ví của các bạn nhé, các bạn paste vào đây, các bạn ấn vào phần Get Do Repro Link ấy, các ấn vào và các bạn nhấn vào phần Get Link. Thì các bạn sẽ có được cái đường link giới thiệu bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận được thêm token strike này. Đấy, đấy là cách để các bạn có thể nhận được thêm token nhé. Và nó sẽ giới hạn là 15.000 token. Đấy, cho các bạn có thể nhận được thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video để mình giải đáp giúp cho các bạn nhé. Đấy, đây là cái lộ trình của đồng token này. À, vào quý 3 năm 2021 thì tháng 7, tháng 8, tháng 9 gì đấy thì nó sẽ list pancake swap này. Và quý 4 năm 2021 thì nó sẽ được list ở trên các sàn giao dịch tập trung. Và quý 1 năm 2022 thì nó sẽ đốt đốt 20 đến 30%. Ngoài ra thì à, đang trong quá trình coming soon nha các bạn Ok Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ nhé. Hãy nhớ nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án kiếm tiền uy tín và chất lượng nhất đến từ channel của Tiền Sư Phụ. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coi và thật nhiều tiền. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.